Chào tất cả các bạn học sinh thân yêu, thầy là thầy Nhật dạy văn đây. Và hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta cùng nhau mở bài tác phẩm Tây Tiến ngữ văn lớp 12. Chúng ta có thể thuộc thêm những bài thơ, những đoạn thơ hay về đề tài tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, như trong bài Sao Chiến Thắng của Chế Lan Viên đã từng viết: Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt, như mẹ cha ta, như vợ, như chồng. Ôi tổ quốc nếu cần ta chết, cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông. Hay như trong bài Máu và Hoa của Tố Hữu đã từng viết: Ta sẵn sàng xé trái tim ta cho tổ quốc và cho tất cả. Nói đến đề tài người lính, nói đến anh bộ đội, những con người ra đi không trở về, làm sao ta có thể quên được? Đó là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ xứ Đoài Mây Trắng Quang Dũng. Quang Dũng là một người nghệ sĩ đa tài, sáng tác nhạc, vẽ tranh và làm thơ, một hồn thơ hồn hậu phóng khoáng, luôn luôn nhìn nhận sự vật hiện tượng thông qua lăng kính lãng mạn. Và Tây Tiến là một trong số những bài thơ như thế, một tác phẩm tiêu biểu nhớ về những người đồng chí đồng đội của mình trong những ngày tháng kháng chiến chống Pháp trường kỳ gian khổ. Tây Tiến là một đơn vị bộ đội thành lập năm 1947. Và năm 1948 thì Quang Dũng rời xa đơn vị của mình, nhớ về những người đồng chí đồng đội, ông viết tác phẩm này. Năm tháng của thời gian có thể trôi qua, bụi thời gian có thể phủ dày lên những sự kiện lịch sử thời sự, nhưng văn chương về sứ mệnh của nó và bài thơ Tây Tiến đã khắc họa lại vào trong không gian kia, đó là bức tượng đài người lính, anh bộ đội cụ Hồ quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chúc các bạn thành công!